chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với mọi người một món, đó là món hủ tiếu mực, thương hiệu là ông già Kali. Thì hôm nay nó nằm ở bên số 47 Nguyễn Thông, quận 3 nha quý vị. Rồi thì giờ Kiên sẽ vào trong này. Wow, món này là món hủ tiếu mực nha mọi người. Rồi, này là nước dùng mà. Wow, ngon quá ta. Rồi, làm rất chuyên nghiệp nha mọi người. Wow, này làm rất chuyên nghiệp luôn. Đây là hủ tiếu này. Đây là hủ tiếu em vị. Đây, đây đã bỏ hành vào đây. Người ta bỏ sẵn như này nhé. Cái này là trứng cút, thịt bằm. À, bên này là tôm. Đây là tôm này, trứng cút này, thịt bằm này. Cái này là mực tươi. Đã bỏ vào ta nấu rồi. Tô là một cái này không em? Dạ. Tô là một cái này đó. Nấu đây mẹ. Anh đang quay về mấy món ngon Sài Gòn. Wow, nhìn ngon quá ta. Này tôm nhìn tươi ngon này. Này thịt bọc. Này là thịt cốt. Nhìn đây, bỏ ra lên nhìn đây. Đây cái bạn để quý vị xem cái rau thì gồm có những gì nhá. Đây món rau của người ta đây. Rau thì gồm có là rau xà lách, rau cần và giá. Ở đây cái quan trọng nhất đó là ớt xanh này, muối ớt xanh. Muối ớt xanh với lại tương này, nước mắm à. Đây là muối ớt xanh nha quý vị. Đây tương nữa này. Đây. Hai món này là món ta ăn với hủ tiếu mực. Ở đây là có rau này, rau của người ta này. Rồi rau đấy. Đây có giá này. Đây là cái gia vị. Wow, cái công đoạn để nấu một cái bát hủ tiếu mực là đây. Người ta nấu xong người ta sẽ cho lên tô như này đây. Quá tuyệt vời luôn, quá ngon luôn. Bỏ hành, bỏ thêm gia vị vào. Wow, ngon quá. Nhìn rất là ngon nha quý vị. Ngon tuyệt vời luôn này, đấy. Quý vị có dịp thì ghé quán số 47 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3 thưởng thức món hủ tiếu mực nha quý vị. Wow, ngon quá trời luôn. Đây cái chế quay cận cảnh cho quý vị. Rồi, về đi ạ. Đây là cái khu bếp của người ta này. Đây. Cái này là cái khu bếp này. Thì một cái tô hủ tiếu thì sẽ được nấu bằng một cái chảo. Chảo nhỏ như này. Đây cái chảo đây. Và sau khi bỏ lên chảo thì ta sẽ bỏ mực tươi vào. Đây đây là những nồi nước dùng. Nước dùng của người ta đây. Nước dùng rất chi là trong nha. Nước này không có béo nha. Nước dùng trong như này thì không có béo và ăn không bị ngấy. Anh chàng này trẻ như này mà nấu hủ tiếu giỏi quá. Này nấu bao lâu thì được một tô hủ tiếu em? Dạ. Nấu bao lâu thì được một tô hủ tiếu? 5 phút. À 5 phút sẵn là được một tô. Nghĩa là đồ sẵn hết, có sẵn hết rồi, mình chỉ có nấu hâm lại thôi đúng không? À. Mà vô 5 rồi thì lên bắt được 5 nhào. À. Có nghĩa là mực thì bỏ vào bao lâu thì chín mực? Thì em sôi là chín rồi đúng không?
Ở đây chỉ có mỗi món hủ tiếu mực thôi, còn món gì nữa? Mực với mực thôi. À, chỉ mỗi mực với lại mì tôm mực đúng không? Ok, anh ăn đây thấy ngon. Mấy bữa đi ăn mấy cái bên bên kia mà giờ mới vào, lần đầu vào quán này ăn thấy ok, giá cũng phải chăng. Nước dùng này thì không có béo ha, ăn nó không có ngấy đúng không? Nước dùng này trong này là ăn không ngấy, ăn chung không sợ mập. Thường là bỏ nhiều nhiều chỗ người ta bỏ nhiều cái chất béo á, ăn ngấy lắm, nhưng mà đây anh thấy là nó hợp, anh thấy là nó hợp khẩu vị mà nó vừa ngon, không có gây chán. Ở đây thì cũng rất là đông khách nha quý vị, khách ăn rất ngon, không gian cũng thoáng mát và sạch sẽ. Ngon quá trời nha quý vị. Đây một cái công đoạn em làm một tí này này. Wow, wow. Quá siêu luôn. Hất một cái sợ không sợ ra ngoài à. Hất cái là hất trúng bát đó nha quý vị đây. Đấy. Quá tuyệt vời. Sau khi đã bỏ hủ tiếu vào bát xong thì sẽ gấp làm trứng cút, bóc trứng cút ra này. Hai tô thì sẽ làm hai cái chảo nha quý vị. Đây là tô hủ tiếu ngon, quá ngon luôn. Đây là hành khô nha quý vị, hành khô, hành này tương đối là sạch sẽ. Này nấu trong 5 phút là chín đúng không? 5 phút là hai cái nồi này, hai cái chảo này. Rồi chờ chín mình sẽ xem người ta đổ nước vào. Ở trong này thì cái không gian quán tương đối là sạch sẽ, mát nữa. Đây đây là cái hành. Hành này là hành người ta đã phi rồi đúng không? Phi nhưng mà nhìn thấy cũng không có kiểu là nhiều, anh thấy nhiều hành phi nhìn thấy nó đen đen nhưng mà thấy này nó trắng nó sạch luôn. Hành này tương đối là chất lượng. Đây cái những cái món rất tuyệt vời. Cái nguyên liệu để làm nên tô hủ tiếu ngon tuyệt vời là đây các quý vị. Wow, quá trời mực luôn. Một tô mà đến khoảng 5-6 con mực ấy. Mực nhỏ nha, mực ống nha. Ăn cái gì là ngon. Mực này vừa tươi ăn, ăn cái gì là ngon. Rồi. Cái phong cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp nha. Rồi, hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị món hủ tiếu mực vậy thôi. Hẹn quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị thấy video này hữu ích cho quý vị thì hãy bấm like, comment và đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.